mình sẽ làm cái món cháo nhum nga cả nhà. Mình sẽ bắt đầu cạo cái con nhím biển này ra, rồi sau đó mình sẽ nấu cháo luôn. Thôi cả nhà ơi, xin vừa mới hoàn thành xong cái món cháo nhum. Giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cháo nhum ở đảo này nha cả nhà. Là một cái loại ở dưới biển, là cái loại này là loại là nhím đó, gọi là quả cầu gai cả nhà. Ăn rất là bổ. Bây giờ mình sẽ thử cái món cháo nhum. Cả nhà nha, cháo cả nhà ơi. Ây da, trời ơi, béo lắm mọi người. Cái chiên cháo nhum này nó rất là béo nha, rất là ngon cả nhà ơi. Không bị tanh, nó không có tanh mà ăn vô rất là ngon. Cái cháo của anh sao mà ngon vậy? Nhìn nó bùi bùi cả nhà, ăn vô nó cảm giác nó bùi bùi với lại nó ngon lắm. Là cái thịt của nó ra chung với cháo ăn rất ngọt. Ngon được. Ngon được cái nhum. Ngon được cả nhà. Nhiều khi nhiều người thích ăn cháo nhum ghê. Nếu có ai mà có ra đảo thì nhớ thưởng thức cái món cháo này nữa nha. Ngon. Này gọi là cái thằng dừa cả nhà, rất là ngon, ăn vô rất là bổ. Cái loại nhum biển này quá ngon luôn mọi người. Cái này mình làm cho kỹ vô rồi mình ăn, tại vì nó rất là nhiều cát. Thank you.
trứng cá nhồng nha mọi người. Đó, trứng cá nhồng hồi sáng mà mình làm nhớ cho nhà xem đó. Đó đây là trứng cá nhồng. Một con 15.000 các bạn. Một con 15.000. 25 đô rồi. Bữa nay 25 đô rồi đó hả? Ghê gì chứ. Quá ngon luôn mọi người. Nói chung là cái món cháo này ăn vô nó rất là bở nha. Nói chung là nó béo cả nhà. Cái bùi vị của con nhum này á là nó rất là béo đó. Thì nói chung là mình có đọc ở trên mạng mình thấy là nó rất là có lợi nha cả nhà. Nói chung là nó có lợi về sức khỏe cho đàn ông với lại nhiều thứ cho con người lắm đó. Thì mình cũng là dân biển ở đây, cũng là dân đảo đây lâu rồi, mình đâu biết được cái món này nó ngon vậy đâu cả nhà. Tại vì mình nhìn nó thì gai gai ngớ, nhưng sự ra kia mình chịu khó mà làm ăn rất là ngon, nó rất là tuyệt vời luôn. Nếu ở nhà mà có ai đã ra đảo á thì nhớ thử cái món cháo nhum này nha, rất là ngon và tuyệt vời đúng không cả nhà. Đó là theo cảm nhận của mình thôi. Thì bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu cả nhà thấy hay thì đừng quên nhấn đăng ký, subscribe, chia sẻ cho cái kênh của mình càng càng mạnh nha.